Khám phá Constructicon. Đầu tiên chúng ta phải hiểu Constructicon là gì. Constructicon được Shockwave là nhà thiên tài khoa học và là phó lãnh đạo của Decepticon tạo ra từ 6 cơ thể robot mới và được dùng sức mạnh của ma trận thủ lĩnh của Optimus Prime khi đó đang bị cầm tù để kích hoạt. Các Constructicon là những nhà thiết kế, kỹ sư kiêm luôn cả thợ hồ của Decepticon. Nhóm này có nhiệm vụ tạo ra các tàu vũ trụ, cổng không gian và các công trình lớn của Decepticon. Đặc biệt hơn, các thành viên của Constructicon có thể kết hợp với nhau để tạo ra một robot có sức mạnh hủy diệt mang tên Devastator. Trong comic và hoạt hình, Devastator là một robot cỡ lớn, nhưng khi được mang lên màn ảnh rộng thì Devastator lại là một con quái vật khổng lồ đi bằng 4 chân. Về phần đặc điểm sinh học, do các Constructicon là Decepticon, vậy nên họ cũng sử dụng energon để duy trì cơ thể sinh học. Chế độ robot. Khi biến hình thành robot, các Constructicon có hình dáng là những kỹ sư thiết kế và đều mang những đặc điểm của ngành xây dựng. Về vũ khí thì chính Devastator là vũ khí chính của nhóm. Các Constructicon chỉ sử dụng súng bắn năng lượng để tấn công kẻ địch. Chế độ biến hình. Các Constructicon có khả năng biến hình thành các loại xe chuyên dụng của ngành xây dựng và kiến trúc như máy xúc, máy ủi, cần cẩu, máy trộn xi măng, vân vân. Hình dạng biến hình của họ khiến các Decepticon có nhiều công trình và các loại tàu tân tiến xịn sò hơn các Autobot rất nhiều. Một số Constructicon tiêu biểu. Lưu ý, vì các Constructicon có dạng robot khá là giống nhau vì đều vuông vức và cứng cáp, thế nên ở phần chế độ robot tôi sẽ chỉ nói màu sắc và đặc điểm cơ thể. Robot tiêu biểu đầu tiên, Scrapper là đội trưởng, đồng thời cũng là kỹ sư chính của Constructicon. Dù các Constructicon thường tự tạo ra các kiệt tác của riêng mình, nhưng Scrapper vẫn là người thiết kế mọi thứ cho họ. Scrapper là một Decepticon khá là khiêm tốn, và hắn thường gạt đi những lời tán dương dành cho mình. Ở dạng robot, Scrapper có màu tím ở thân trên và màu xanh ở các bộ phận còn lại. Scrapper sử dụng một khẩu súng bắn năng lượng để tấn công kẻ địch. Ở dạng biến hình, Scrapper biến hình thành một chiếc máy xúc lật màu xanh. Robot tiêu biểu thứ hai, Bonecrusher, tìm thấy vẻ đẹp trong những vùng đất hoang tàn và khao khát biến các vùng đất đó thành một công trình kiệt tác. Bonecrusher rất thích thể hiện tài năng phá hủy của mình. Anh theo chủ nghĩa hoàn hảo nhưng lại rất cực đoan, nghĩa là anh ta sẽ phá hủy bất cứ điều gì mà anh ta coi là thiếu sót, bao gồm cả Autobot. Ở dạng robot, Bonecrusher có màu xanh là chủ đạo và màu tím ở hai bên bàn tay. Anh ta sử dụng một khẩu súng bắn năng lượng để tấn công kẻ địch. Ở dạng biến hình, Bonecrusher biến hình thành một chiếc máy ủi màu xanh. Robot tiêu biểu thứ ba là Scavenger. Scavenger là một Constructicon luôn khao khát được sự công nhận từ các Decepticon, nhưng chính cái sự háo hức và lầm cẩm của hắn ta lại càng khiến các Decepticon khác coi hắn như một kẻ thất bại và vô giá trị. Nếu không phải nhờ cái khả năng đặc biệt là có thể định vị nguyên liệu hiếm thì có lẽ hắn ta đã bị Megatron và những đồng đội khác đá đít từ rất lâu rồi. Ở dạng robot, Scavenger có màu xanh ở thân trên và màu tím ở thân dưới. Hắn có một chiếc cần cẩu đằng sau lưng nhìn khá giống Scorponok. Hắn ta tiếp tục sử dụng một khẩu súng năng lượng để tấn công kẻ địch. Ở dạng biến hình, Scavenger biến hình thành một chiếc xe cần cẩu màu xanh và có bánh xe màu tím.